Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bệnh nhân kế tiếp, Tô Thị Thình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Sư Phụ Thích Tuệ Hải Chùa Long Hương. Kính thưa các quý Sư Tăng Sư Ni Chùa Long Hương. Kính thưa quý Phật tử có mặt tại buổi lễ tiên sinh Osawa ngày 10 tháng 3 năm 2016 ngày hôm nay, được sự đồng ý của sư phụ và ban tổ chức, con được lên chia sẻ về bệnh của con đã được khỏe và được đứng trước đạo tràng hôm nay. Và con xin giới thiệu về bản thân mình. Con tên là Tô Thị Thìn, pháp danh Thiện Hương, sinh năm 1976. Hiện nay con đang công tác tại trường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn EK, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2009, con bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa đĩa đệm, phòng đĩa đệm tại lưng và điều trị châm cứu tại các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Và sau 4 năm điều trị châm cứu, bệnh của con càng ngày càng nặng, uống rất nhiều thuốc Tây y. Sau đó, ông xã con làm bộ đội có đưa con ra bệnh viện 108 quân y của Hà Nội để điều trị. Trên người con là châm cứu gần 100 cái kim trên người. Và cứ khi mà bệnh viện cho thuốc châm cứu thì lúc đó bệnh con khỏi. Đến khi mà hết thuốc thì con lại đau lại. Rồi mỗi ngày bụng con uống thuốc nhiều quá cho nên là bụng con to lên, giống như là con bầu 7-8 tháng ạ. Sau đó là con dẫn đến chứng liệt nửa người bên phải. Khi đó con mới nói với gia đình và cơ quan con là hiện nay lương của con được có 4 triệu rưỡi một tháng, đi làm nhà nước được 4 triệu rưỡi mà chữa bệnh hết hơn 10 triệu một tháng. Thì thôi thì con xin đến xin với cơ quan để nghỉ công việc nhà nước chứ con không thể nào mà đi làm được nữa. Vì thế con đi được nhân duyên, con được sư cô tỉnh Đắk Lắk đưa cho con đi chùa Đà Lạt chơi. Và sau khi cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho con, thì trên đường về con có nghe được chú lái xe, chú mở băng đĩa và con nghe được đĩa của thầy Tuệ Hải. Lần đầu tiên thì con nghe có tiếng thầy giảng, con nổi hết da gà lên và con thấy rằng mình đã gặp được Minh Sư rồi, mình gặp được các bậc Thánh Hiền đã chỉ cho con. Và bao nhiêu ngày lạy Phật, lễ Phật và con đã nhận ra được con đường gạo lứt muối mè đã đưa con vào phương pháp dưỡng sinh. Và sau đó thì con thực hiện phương pháp gạo lứt muối mè từng tháng và trong 4 tháng con thực hiện phương pháp số 7. Mỗi tháng con đi xét nghiệm máu một lần. Bệnh của con là bệnh thiếu máu và nhờ mỡ bụng nhiều và bệnh liệt nửa người bên phải. Sau đó con mỗi tháng con đi xét nghiệm một lần và máu con ngày ngày tăng lên. Bệnh thiếu máu thì ngày ngày tăng lên mà không còn thiếu máu nữa. Đến khi đủ 4 tháng rồi thì con không còn liệt nửa người nữa. Và bệnh thiếu máu cũng đủ. Và tất cả các bệnh khác thì cũng được thanh lọc, cơ thể con khỏe mạnh. Sau đó con đi làm bình thường, công tác tốt. Và mọi việc hiện nay con được khỏe mạnh như ngày hôm nay là trong tháng 3 năm 2013 là con gặp thầy, là buổi đầu tiên là con gặp thầy. Sau đó con thực hiện đến tháng 6 là bệnh con là khỏi hẳn. Và được có Tây y, có kết quả của bệnh viện xét nghiệm và con được trở lại cơ quan đi làm bình thường. Đến khi con thấy rằng mình phải làm một cái gì đó để đền đáp công ơn, để ghi nhận kết quả mà trong thời gian mình thực hiện, thì con đã phát nguyện rằng con ăn chay trường bắt đầu từ đó đến nay là giờ là được tròn 3 năm. Và con cũng xin phát nguyện hướng dẫn cho các Phật tử của tỉnh Đắk Lắk là mỗi tháng con dẫn các Phật tử, những người mà chưa biết đường đi, chưa gặp thầy bao giờ, thì con cũng phát nguyện là tháng nào con cũng dẫn Phật tử về để gặp thầy chữa bệnh. Và trong 3 năm vừa qua con đã dẫn được gần 500 người để
để vào chùa Long Hương đảnh lễ sư phụ khám bệnh và tu tập, và bây giờ đang theo phương pháp dưỡng sinh là đến hơn 300 người trong cái nhóm tỉnh Đắk Lắk. Sau đó cũng có gần 100 người đã phát nguyện ăn chay trường như thế. Và hiện nay như đợt vừa qua trường công tác nơi của con công tác thì có một dịch đau mắt đỏ và dịch cảm cúm, thì mọi người uống thuốc và chữa các bệnh Tây y, các thuốc Tây y thì bảo là sao cả trường lây như bệnh cảm cúm và bệnh đau mắt đỏ mà cô Thìn này không thấy bệnh gì hết, mà cô không uống thuốc mà sao cô không có bị lây bệnh. Thì giữa một môi trường tập thể đông như thế mà tôi mà con hiện nay vẫn không bị lây bệnh và làm mọi việc rất là thành công, khỏe mạnh từ sáng đến tối, lúc nào cũng được an lành, và 3 năm đều dẫn Phật tử về, và được buổi thứ bảy thì được nghe thầy được khám bệnh, và chủ nhật thì lại được ở nghe pháp. Cho nên tất cả mọi Phật tử đi nghe, và 3 năm dẫn Phật tử về dự cái lễ Phật thành đạo, và sau đó thì cũng gần 100 Phật tử là hiện nay đã phát nguyện ăn chay trường, ăn theo phương pháp dưỡng sinh. Đó là một cái sự thành công mà con thấy ngoài cái ý nguyện mà con đã đạt được. Thì hôm nay chia sẻ thì con không có nói gì hơn. Chia sẻ thứ nhất ấy là khi mà ăn cái phương pháp dưỡng sinh thì mình phải nhai thật kỹ. Đó là cái điều mà cách tốt nhất để mình khỏi mau khỏi bệnh. Bao nhiêu cái sự tư vấn của thầy cộng với mình phải là nhai theo đúng cách thầy đã dạy, và cái trợ phương mà giúp cho mình khỏi bệnh thì cũng theo cái tỷ lệ muối mè mà thầy đã cho, ta làm đúng như thế, không có làm sai. Và nên tìm cho mình cái nơi mà cung cấp dưỡng sinh thực phẩm thật là an toàn. Hiện nay rất cảm ơn thầy đã có công ty Quy Nguyên để giúp cho Phật tử và các bệnh nhân về thì ta tìm một cái nguồn thức ăn cho mình đúng, không bị hết hạn sử dụng, và không nên mua tràn lan, bởi vì là cái trung tâm dưỡng sinh mọc lên rất là nhiều, mà bây giờ ta mua thì tràn lan như thế không biết mua như thế nào. Cho nên là tất cả chúng ta Phật tử nên là tìm hiểu và làm quen với công ty Quy Nguyên, có trang web trên mạng, có số điện thoại, và có nhân viên của Quy Nguyên là tư vấn rất là nhiệt tình, và được mỗi lần đi khám thì được công ty là chở Phật tử vào chùa và hướng dẫn cách, rồi là được gặp thầy rồi tư vấn. Cho nên là cách tốt nhất là ta nên tìm một cái nguồn thức ăn mà được sự hướng dẫn của thầy, không nên mua những cái thực phẩm ở ngoài là ảnh hưởng cho sức khỏe. Và hôm nay trước tập thể, trước buổi dỗ tiên sinh thì con có một ít lời chia sẻ. Con không biết nói gì hơn, kính chúc sư phụ cùng mười phương pháp giới chúng sanh được sống an lành trong chánh pháp, được dẫn chúng con đến bờ giải thoát và cùng nhau về sớm được con đường giác ngộ giải thoát và cứu đỡ chúng sanh cùng giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo ha ha ha